Hello anh em, lại là mình Cà Tổng đây. Redmi 10 giá 3,5 triệu. Hello G88. Nhiều anh em, rất nhiều anh em hỏi mình từ cả trên TikTok đến YouTube, hỏi mình là có nên mua con này để chơi game hay không, bởi vì mức giá của nó rất là rẻ. Cụ thể là anh em hỏi mình chơi Liên Quân và PUBG, nhưng mà mình sẽ test PUBG thôi, bởi vì mình chỉ chơi PUBG chứ không chơi Liên Quân anh em ạ. Và con này mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái hiệu năng chính game của nó như thế nào ở trong video này nha. Và tất nhiên mình chỉ PUBG không phải chính thường đâu, mình sẽ dùng luôn cả GeForce Tune để ép cái công suất cái đồ họa của nó lên cao để coi là con G88 này có cân nổi cái mức hiệu năng cao ở PUBG hay không nha. Let's go. Ok, thì đây mình đã vào game, mình sẽ cho anh em coi cái mức setting nha. Thì cái này là mức setting mà mình đã bật GeForce Tune lên, anh em có thể thấy con G88 này không thể nào mặc định mà bật được HDR và cái mức FPS là cực độ đâu. Cái này là do mình ép GeForce Tune lên thì mình mới bật được như vậy nha. Cho nên mình vào luôn phần chính game để coi là cái mức hiệu năng của nó chơi thì nó có lag hay không. Và nếu như nó lag thì mình sẽ giảm xuống từ từ ở từng mức cấu hình khác nhau để cho anh em thấy rõ hơn về cái hiệu năng con này chiến ở cái mức setting nào khi chơi PUBG là ngon nhất nha. Ok, bây giờ vào game thì anh em sẽ thấy là nhìn chung cái mức FPS của nó thì mình thấy là khá cao ấy, cũng rơi vào khoảng tầm 55-60. Thì anh em nhìn này, nó khá mượt đấy chứ. Uầy, nói chung là cái giai đoạn này thì mới vào game thôi, cũng không có gì nói nhiều được anh em ạ. Nhưng mà anh em thấy là cái khung hình khi mà mình di chuyển như thế này này thì nó sẽ rất là mượt nếu như anh em búp GeForce Tune để tăng cái hiệu suất của game lên, tăng cái cấu hình của game lên. Đó, anh em thấy không? Lâu lâu chỉ bị khựng rất nhẹ thôi nhá. Nhưng mà hiệu năng G88 như này là mình thấy kiểu giai đoạn đầu như này á, là mình thấy khá ổn rồi thôi, không bao giờ nhảy luôn anh em nhá. Rồi, bây giờ coi thử cái hiệu năng của nó khi nhảy á thì nó có drop hay không. Anh em nhìn nha. Đấy. Với cái kiểu độ mượt như thế này thì có vẻ như là khi mà mình nhảy dù á thì nó sẽ drop xuống khoảng tầm dưới 50. Và nó cái khung như thế này thì mình thấy là nó sẽ rơi khoảng tầm 40. Anh em thấy nó vừa khựng nhẹ một cái nha, rất rõ luôn, nhìn một phát là thấy luôn. Đấy, nó lại khựng này. Đó, như vậy là khi mà ép lên cái mức đó chính là hiệu suất cao như thế này, ở cái mức là HDR và cực độ. Đấy, anh em đã thấy khựng rất nhiều ở cái khu vực mà mình nhảy dù như thế này. Đấy, nó lại khựng nữa này. Do đó khi mà ép cái công suất cao như thế này thì mình nghĩ là cũng hơi khó cho con máy này. Và mình cũng cảm nhận được luôn là con máy này ấm lên khá là nhanh nhé. Nếu như mình chơi dùng GeForce Tune á để mình ép cái hiệu suất của nó lên. Đây, cho anh em coi lại cái mức hiệu suất nha. Mình để là HDR và FPS là cực độ nha. Nghĩa là mình có thể ép lên được 60 FPS. Nhưng mà khi mà mình đáp xuống thì mình thấy là có vẻ như là nó khá là mượt đấy. Ừ, mình thấy nó mượt hơn khá nhiều so với việc mà mình nhảy dù luôn. Di chuyển này. Đấy, cơ bản như này thôi là mình thấy nó rất mượt nhé. Không có gì cả. À, nhưng mà cũng được một cái mình khá là thích là con này có loa kép nhá. Loa kép của nó thì khi chơi game á, em có thể nghe nó sẽ sướng hơn. Nhưng mà chất lượng loa thì nó còn tùy. Với tầm giá 3,5 triệu này mà có cái gì đấy? Ở đâu đấy? Không đùa nha. Ui, cái này boss thôi, đừng nghĩ chắc boss thôi em ạ. Ui, súng ngon. Đấy, anh em thấy không? Vừa nãy nhá, mình bắn nhá thì nó cũng không có gì gọi là lag cả, vẫn giữ nguyên cái mức FPS ổn định luôn. Đấy, đây là mình di chuyển ra thử khu vực rừng cỏ rú như thế này coi nó có bị drop không. Thật ra thì anh em coi video thì nó chỉ có 30 frame thôi, thì nó sẽ hơi khó để cho anh em cảm nhận được cái độ mượt nhất như những gì mà mình thấy ở trên điện thoại. Nhưng mà máy nó thật là thật sự á, mình chơi và mình cảm nhận mà mắt thường ở ngoài như thế này, mình nhìn trực tiếp vào thì nó rất là mượt đây nè. Mình không biết là con G88 có thể ép được mức HDR và FPS 60 như thế này mà chơi ngon rồi. Nhưng mà ui, mình không nghĩ luôn đấy. Thực sự luôn, nếu mà 3,5 triệu con này mà chiến được sự ngon trong cái kiểu anh em chơi liên tục, anh em try hack á, thì nó mà làm được cỡ đó nữa thì mình thấy con này rất là ngon về cái mức hiệu năng để cho anh em chơi game luôn. Nhưng mà nói chung anh em thấy khi mà chạy bãi cỏ thì mình cảm thấy là cái khung hình của nó sẽ bị giảm đi. Nó không được mượt như cái lúc mà mình loot đồ ở trong nhà anh em ạ. Nói chung là ra tới khu vực ngoài này á, thì chi tiết của nó sẽ kiểu nó rất là nhiều. Thì GPU nó sẽ phải xử lý liên tục để nó load hình ảnh các kiểu á. Thì do đó mình thấy là việc mà nó drop FPS thì cũng không có gì là quá khó hiểu anh em ạ. Và thực sự là chơi như thế này á, ép hiệu năng của nó lên như thế này thì mình thấy là nó rất là dễ nóng máy nhá. Thực sự luôn, con G88 này nếu như mình chơi mặc định á thì nó ít hiện tượng gọi là bị nóng nhanh như thế này. Đấy, nhưng mà khi mà mình dùng GeForce Tune lên thì mình thấy là nó nóng rất nhanh. Nhưng mà cái mức nóng của nó thì mình thấy nó không kiểu bị khó chịu hay là kiểu bị nóng một cách quá mức, kiểu quá nhiệt ấy. Thì con này vẫn nằm ở cái mức nhiệt độ là chấp nhận được. Rồi, anh em thấy mình zoom map này. Ui, zoom map rất là mượt luôn nha. Trời ơi, ui, mượt vãi luôn anh em ạ. Như vậy là mình thấy anh em kiểu dùng con này 3,5 triệu mà dùng về mua về ép GeForce Tune lên là như thế này là mình thấy ngon đấy. Anh em chơi PUBG các thứ ngon lành luôn. Mà PUBG là một con game kiểu thật ra nó nhẹ thì cũng không hẳn là nhẹ nhé, nó cũng khá là nặng đấy. So với những con game khác kiểu như Liên Quân thì anh em chơi ngon thôi, bởi vì PUBG chơi ngon mà.
Nói chung là anh em thấy là sau nãy giờ mình chơi cho anh em thì anh em thấy rõ được cái hiệu suất của nó. Mình thậm chí còn chẳng cần phải giảm cái mức setting của nó xuống làm gì luôn. Mà con này vẫn chơi ngon nhá. Con G88 này vẫn đáp ứng được thì mình nghĩ 3 triệu rưỡi cho con này là cực kỳ tuyệt vời luôn. Ôi rồi. Ok, anh em cảm thấy sao về hiệu năng của Redmi 10? Cái giờ mình thấy thì 3 triệu rưỡi chơi như thế này thì cũng khá là ổn. Tất nhiên là nếu ép một cái mức hiệu suất cao quá thì con này nó sẽ không chịu nổi, bởi vì con chip này cũng chỉ là những con chip ở thuộc dòng giá rẻ thôi. Cho nên anh em cũng đừng hardcore với nó quá làm gì. Còn nếu anh em muốn ngon hơn thì có thể lựa chọn những con chip như là Snapdragon đầu 6 ấy, thì mình nghĩ chơi nó sẽ ổn hơn con này. Nhưng mà dù sao con này vẫn không phải là một con chip yếu nha. Mình đã chơi game thì vẫn rất là ok. Anh em thấy thích video đừng quên để làm một like, share và subscribe cho NGZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace.